Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin mới nhất cập nhật về giá cà phê hôm nay, ngày 26 tháng 2 năm 2024 trên kênh PhoNui TV. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên kênh, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like, đồng thời ấn nút đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới mỗi khi kênh phát hành. PhoNui TV xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ, bình an và luôn gặp nhiều may mắn. Thưa các bạn, giá cà phê hôm nay ngày 26 tháng 2 đồng loạt tăng tốt ở các địa phương trong nước. Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua, giá cà phê ở hai sàn phái sinh giảm mạnh. Tại sàn London, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giữa tháng 3 năm 2024 đã giảm đi 127 USD trên tấn, với mức giảm là 4%, số mức giao dịch là 3.047 USD trên tấn. Trong khi đó, ở kỳ hạn giao tháng 5, giá cà phê giảm đi 83 USD trên tấn, số mức giao dịch là 3.030 USD trên tấn. Hiện nay, nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, giá cà phê ở kỳ hạn giữa tháng 3 và tháng 5 trên sàn London tương đương với mức giá là 74.700 đồng và 74.200 đồng một kg. Các mức giảm mạnh, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức trung bình đến mức rất cao. Cùng đà giảm với giá cà phê Arabica trên sàn New York ở kỳ hạn giữa tháng 5 năm 2024, giá cà phê đã giảm đi 2,85 sen, số mức giao dịch là 180,3 sen trên bao. Trong khi đó, ở kỳ hạn giao tháng 7 năm 2024, giá cà phê giảm đi 3,05 sen, số mức là 179,05 sen trên bao. Các mức giảm mạnh và khối lượng giao dịch duy trì mức rất cao ở kỳ hạn giao tháng 5. Thưa các bạn, trong phiên cuối tuần thì dữ liệu báo cáo ngày thứ 6 ngày 23 tháng 2 cho thấy mức tồn kho được hai sàn đã tăng vọt một cách mạnh mẽ. Cà phê Robusta tại sàn London được Tổ chức Cà phê Quốc tế ICE theo dõi và cấp phát đã tăng thêm 1.930 tấn, tức tăng 9,16%, lên mức 23.000 tấn. Trong khi đó, sàn New York tồn kho tăng thêm 8.565 bao, lên mức 315.827 bao, và có thêm 120.427 bao cà phê Arabica đang chờ kiểm định. Thưa quý vị và các bạn, theo ông Đỗ Hà Nam tại công ty cổ phần tập đoàn Intermex cho biết, chưa bao giờ từ đầu vụ mà giá cà phê cao như hiện tại. Điều này phản ánh nhu cầu của thị trường đang rất cao, trong khi nguồn cung thiếu hụt. Nếu xét về vụ mùa ở các nước xuất khẩu khác, thì Việt Nam vẫn là một mình một chợ cho đến cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 2024. Vì vậy, niên vụ cà phê năm 2023-2024 của Việt Nam là tốt nhất lịch sử. Thưa các bạn, về tình hình giá cà phê trong nước, sáng nay khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, giá cà phê tăng thêm 900 đến 1.000 đồng trên 1 kg ở các địa phương. Theo đó, sáng nay giá cà phê trong nước được thu mua ở mức 81.900 đồng tới 83.100 đồng một kg. Ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc, sáng nay thu mua với mức giá là 82.000 đồng một kg. Ở khu vực huyện Đức Trọng và huyện Di Linh, mức giá là 82.000 đồng và 81.900 đồng một kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga thu mua với mức giá là 83.000 đồng một kg. Tại khu vực huyện E Hà Leo và thị xã Buôn Hồ, mức giá là 82.800 đồng và 82.900 đồng một kg. Ở khu vực huyện Cư Quyên, Cờ Đông Năng và huyện Cờ Đông Bắc của tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê thu mua quanh mức 83.000 đồng và 82.900 đồng một kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Iagrai thu mua với mức giá là 82.700 đồng một kg. Tại khu vực huyện Chư Brông và huyện Chư Sê, mức giá là 82.600 đồng một kg. Tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk Min, giá cà phê thu mua quanh mức 83.100 đồng một kg. Ở khu vực huyện Đắk Lắk và huyện Đắk Song, mức giá là 83.000 đồng một kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắc Hà và huyện Ngọc Hồi, thu mua quanh mức giá là 82.700 đồng một kg. Tại khu vực huyện Đắk Lây, mức giá là 82.600 đồng một kg. Đối với giá cà phê tại tỉnh Đồng Nai, sáng nay ghi nhận mức giá là 82.900 đồng một kg. Tại khu vực tỉnh Bình Dương, ghi nhận quanh mức 83.100 đồng một kg. Đối với giá cà phê giao tới các kho quanh cảng thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay ghi nhận quanh mức giá là 83.200 đồng một kg. Còn trên thị trường tự do, giá cà phê nhân xô được các công ty và đại lý thu mua ở những vùng nguyên liệu với mức giá là 83.000 đồng một kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật giá cà phê sáng nay trên kênh PhoNui TV. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.